Đấy, bây giờ xin hạt cái ấy nó ăn sắp hết rồi này. Nó nhôn nhai nhai cho nó ấy ra lá. Đấy không? Nó nhấm này. Ăn tham đi. Ăn tham đi. Con này. Chanh hạt đây. Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông Trung Á hôm thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng bỏ ra cho em này. Cái vỏ kia không sao đâu. Sự đoàn kết như vậy là cần thiết. Đấy ông cho ăn đấy. Mẹ mày chỉ có nhảy coi như là hát tiếng Tây thôi rồi. Ông Zelensky tuyên bố, chúng tôi đơn độc khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhưng sau đó chúng tôi đã đồng ý với các đối tác của mình về một số loại lệnh trừng phạt, một số loại vũ khí và những thứ khác. Nên cả Bắc Kinh cũng phải bảo vệ Ukraine vì chúng tôi đã bị tấn công, vì Trung Quốc nói rằng toàn vẹn lãnh thổ được tôn trọng, chính trị gia này lập luận. Bắc Kinh đã duy trì chính sách trung lập trong cuộc xung đột Ukraine, đồng thời liên tục bảo vệ chính trị tôn trọng.